kết hợp loài người để giúp đỡ có nhau khi cần. Xương Adam đã tách xa rồi, Eva hỡi đẹp tươi. Nay xương kia đã lấp thịt vào, duyên đôi ta đã kết chặt rồi. Ta yêu nhau chung sức xây đời, cảm tạ Chúa trên trời. Duyên ngôi cao chứng cho chúng con phút này, trong danh Cha toàn năng. Khi yên vui, khi lòng âu vẫn không đổi rời. Nay suy tư, mai cùng nhau vượt qua. Adam ơi, hãy yêu vợ hiền. Eva ơi, hãy vâng lời chồng. Jesus Christ Chúa là đầu, cả hội thánh là thân. Nay đôi ta đã thành một rồi, ta yêu nhau đến cuối cuộc đời. Chia cho nhau cả vui lẫn buồn, đẹp lòng Chúa trên trời. Xin ngôi cao chứng cho chúng con. Và đấy chính là bố mẹ của chú rể. Chân chân của mình lên sân khấu. À chúng mình mời cầu cờ mị ma cái đặc kê. Ngàn mị cái đặc này mình ta chỉ đi nào bên đỉnh lòng để ta đánh khắp cờ tờ chỗ nào bà.
Dạ vâng, kính thưa hai bên gia đình, kính thưa quý vị khách quý. Như vậy là sự diễn lúc này và đó chính là sự diễn diễn đông đủ của hai bên gia đình của chúng tôi. Gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái. Và cho phép tôi một lần nữa xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình xin được gửi đến đại gia đình chúng ta và cùng với cô chú gì và đó chính là một lời cúi đầu thay cho những lời đi tri ân đặc biệt nhất ở trong chương trình. Kính thưa quý vị khách quý, thật đúng là trăm năm chọn lấy một ngày và một ngày chọn lấy một giờ, và giờ khác đẹp nhất chính là giây phút này. Và cho phép tôi xin được trân trọng tuyên bố khai mạc lễ vu quy của đồng bạn trẻ cô dâu Cờ Pui Hờ Nghiên cùng với chú rể Drama Hen. Xin được phép bắt đầu một trọng tay thật lớn nồng nhiệt quý vị chúc mừng. Sau tuần lễ cúc cờ tòa ca phong vang sang đôi rùa cờ tòa ca ạt cúc cờ bi bằng bình ấy ạ bình mịt và nịch mòn sông đây đi dù dọc là tay phải chiếc bình ta màu trước rời mùng hiểm cả cơ bình ta lên đồn tru bình đi no là sang no cái đạp bên đây cơ bình như kẻ hớt mà không biết cờ tòa ca phùng vang sang no rì ra hớt mà không biết mà tâm con cờ tòa chân tùm ra bây giờ từng đây ở trong này mà đã cầu cờ bí bằng bình yên trên đang đi bên hình lòng ở bình mê chỉ đã cầu lên sang no cái đạp bên đây ạt mô bia cờ tà lại hiếp kẻ bình yên cờ bí bằng bình ta lên mô rè tru bình đi no sang no cơ bình như hấp mặt làm biết cơ sang nó bên một đây ở đây câu lần nào bóp la cơ sang nó cơ đặt bên đây một việc tới nhập bên đi cơ bị bằng chúng ta cùng đi lại đây để cùng đi cái bình nhiệt yêu là nhật và nạp mon là áp cam bít đưa ra sang nó chuyện về chuyện cái này là buổi tối vừa như nhé buổi tối bắt nghe bên kia mình mà nâng bóng quá nên mà bùi ham bùi dễ ố xong rồi đợt ba nên cầu cái bạc khắp nhưng ta bạc rê nên mình mong mong nâng xong ta cái ố nên cái nâng ấy thế tốt rê bình ghi nên cái dòng phần nên cầu bà la rê dùa bà xong nọ nên chúng ta chụp mới rê nê lại hợp má không biết là tù dầm ra chinh xong nọ phâu nên cầu chứ tùm lực cầu rồi chào theo biểu ý và chào các bạn. Mình ta mở mỹ lên là tại lấy nhóm cờ lần sang no cờ đa đa cây bất là cờ tòa gà phong vang sang no cờ tòa gà bởi mùng đây bằng tại lấy hợp mạc lần tập bà con cờ tòa chơi tùm tra à bình ta mở mỹ lên là tại lấy bình y cờ sang no cờ tòa gà rất cầu cờ bí phong bình ta hàng tại lấy hợp mạc hàng tại lấy xô bình ta chấp bọc tất cả prong tòa gà phong vang sang no cờ tòa chơi tùm tra bình ta bọc tất cả prong tòa gà phong vang sang no cờ tòa chơi tùm tra kính thưa quý vị và các bạn thân mến và liên tục chương trình sau đây chúng tôi là mời quý vị chúng ta cùng hướng những ánh mắt tương tương của mình liên tục về với sân khấu rất dư. Sau đây chúng tôi mời hai bạn chúng ta sẽ đến với nghi thức dâng rượu, đấy chính là rượu champagne thực chất cho ngày cưới, ngày hạnh phúc trong năm. Kính mời kính mời cô dâu rể chúng ta nhận lấy cho mình hai cái ly rượu đầu tiên và dâng lên cho mẹ của cô dâu và phía đại diện gia đình họ nhà trai của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Thật tuyệt vời. Hay lý tiếp theo chúng tôi mời hai bạn chúng ta nhận lấy cho mình và cùng dâng lên cho bố và mẹ của chú rể ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu dâng rượu cho mẹ của chú rể và chú rể dâng rượu cho bố của mình. Và trước lúc này chúng tôi là một cái gì khách quý, chúng ta có chuẩn bị cho mình những cái ly thật đầy vào đây ạ. Ai có bia chúng ta chuẩn bị bia, ai có nước ngọt chúng ta chuẩn bị nước ngọt, xin mời quý vị chúng ta chuẩn bị. Và là xin mời hai bạn chúng ta trở về với vị trí và đó chính là sân khấu ạ. Yeah.
sau đây chúng tôi mời hai bên gia đình chúng ta cùng chạm ly để kết nghĩa tình sư gia thông gia. Anh chúng tôi mời các vị khách quý chúng ta cùng xếp lên của mình thật cao lên. Vâng, thật đúng là ngày hôm nay kết nghĩa tình sư gia mừng cho hai nhà đậm đà. Rất cầu sang đó bình ta là cho bạn cơn hâm bạn không biết cơn trường. Và liên tục chúc mừng quý vị trăm năm hạnh phúc. Và tiếp theo xin mời hai bạn chúng ta cùng trở về với thác sâm banh phát lên tình ái của mình và nhận cho mình vạn đó chính là chai rượu sâm banh và cùng xuất rượu sâm banh của mình trên thác của đại lý phát lên tình ái ở trong chương trình đại lý của quỷ kính vật. Và kính thưa quý vị khách quý, như vậy là chúng ta đang được chứng kiến tất cả những vui và sự hạnh phúc tuyệt vời mà các bạn trẻ đang được dành tặng cho nhau. Xin sân khấu sẽ dự lúc này. Kính thưa quý vị, thật đúng là tình ta như rượu với men, đắm say ngay nhất ai dần trở quang. Em ơi ta nguyện cùng nhau rạng lòng tóc bạc mãi thương nhau hoài. Và như vậy là từ nay hai bạn đã có đôi, đắng cay cùng hưởng và ngọt bùi cùng trở thiện. Và xin quý vị một tình cảm yêu thương đặc biệt nhất và lần nữa một tràng pháo thật lớn long nhiệt cùng chúc mừng ra một tràng pháo thật lớn long nhiệt cùng quý vị chúc mừng đến đâu. Vâng, thật tuyệt vời, xin cảm ơn rất là nhiều. Và một lần nữa chúng tôi làm mời quý vị chúng ta cần lại chuẩn bị cho mình những cái ly thế này và đây ai có bia chúng ta chuẩn bị bia, ai có nước ngọt chúng ta lại tiếp tục chuẩn bị nước ngọt. Xin mời quý vị chúng ta chuẩn bị. Sau đây chúng tôi mời hai bạn chúng ta cùng nhận thêm cho mình và đấy chính là hai cái ly rượu sâm banh tiếp theo và cùng chén tay uống sâm vui. Và chúng tôi làm mời quý vị khách quý chúng ta cùng giơ ly của mình thật cao lên và một lần nữa chúng ta cùng hô 1 2 3 thật lớn đi ạ. Vâng, xin mời hai bạn chúng ta quay về với nhau 37 độ 5 và 35 độ 7 và cùng chén tay uống sâm vui. Xin mời quý vị chúng ta cùng nâng ly của mình thật cao lên và chúng ta cùng hô 1 2 3 thật lớn cùng với con số thứ gì đi ạ. Quý vị thế nào? Xin mời! Chuẩn bị! 1, 2, 3, chuẩn bị! Vâng, xin được chúc tất cả quý vị trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghỉ vô thế. Và xin được chúc tất cả quý vị khách quý có một quyết định thật ngon miệng và luôn luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Xin cảm ơn!